from Montana. Hôm nay mình đang ở Montana thăm gia đình của chồng. Mình sẽ dắt bạn đi xem những cái nhà ở Montana. Ở Montana đặc biệt là vùng rừng núi có nhiều con nai. Mấy con nai này được đi chạy tự do trong thành phố tại vì luật pháp không cho bắn giết nai trong thành phố. Hello, we are going to visit Montana, where I'm with my family-in-law. Montana is a mountain area. There are many deers roaming around. They're very happy because the law protects them. Nobody can shoot them in the town. So we see many deer walking around. This one feels very happy. Ở Montana là cái vùng rừng núi. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Bạn ý là những ngôi nhà ở Montana đều cất bằng gỗ, tại vì ở đây là rất nhiều cây gỗ. Cái tuyết lạnh của mùa đông sẽ giết chết hết tất cả những con côn trùng và những con mối ăn gỗ. Cho nên nhà ở đây thì đều sẽ cất bằng gỗ. Cho bạn coi gần những ngôi nhà mà hết tất đều bằng gỗ hết. Đây là vùng, một trong những vùng trung lưu tại Montana. Nhà ở đây từ khoảng 300.000 cho tới 500.000 đô tùy theo lớn nhỏ và sân lớn hay nhỏ. Các bạn thấy không, nhà nào cũng có sân lớn, cũng ở phía lên trên đồi. Hôm nay trời có hơi sương mờ một chút thì nó hơi mờ. Nhà nào cũng có đồi, có dốc. Nhà ở đây thường thường thì nó có 3 tầng. Một tầng là ở dưới hầm, cái là basement, là thường thường là 2-3 phòng. Rồi tới nhà ở ground floor, rồi trên nữa là nhà là phía tầng lầu. Thì trung bình là một nhà ở đây là họ có 5-6 phòng lận bạn. Mùa hè thì có trồng hoa rất đẹp, nhưng mà mùa đông thì tuyết trải đầy. Montana là một cái vùng du khách tới rất nhiều tại vì họ có những hồ nước rất đẹp.
walk. Look. Beautiful houses, Steve. Maybe we move here next to you. Yeah, you can move here anytime. I don't think that one's for sale. Yeah, I don't like how to go step if I can't walk up anymore. I'm still walking with my knee. Where have you been? Oh, I met a Vietnamese. Oh, the lady at the end of the street. Yeah, she invited me in. She invited me to her restaurant too. Cool. Let's go for lunch. Sure. Vietnamese food, yeah. Yeah, she says she opened at 12. Yeah. Yeah, let me go to the click up and beat you more and then I will join you. Okay. Okay. Let's go. Let's get to eat there.